Hồi đó là lần đầu tiên mình chơi game với một cô gái nickname là công chúa bong bóng. Mình chơi hơi kém, sợ không gánh được, làm tụt rank cô ấy, nên có nhờ người yêu chơi giúp. Thế mà tính ra cô ấy còn chơi giỏi hơn cả người yêu mình. Hai người thắng rất là easy, lúc chơi còn nói chuyện cả buổi nữa. Người yêu mình cứ phải dẹo dẹo, may sao cô ấy không nghi ngờ gì. Từ sau thì mình yên tâm là có công chúa bong bóng gánh rồi, nên không cần nhờ người yêu giúp nữa. Dần dần bọn mình thân nhau như chị em, có hôm còn hẹn gặp nhau ngoài đời cho biết mặt. Hôm đó hai đứa đều dẫn thêm người yêu đi nữa. Lúc ngồi uống nước, mình có đề xuất chơi trò thật hay thách để hiểu nhau hơn. Công chúa bong bóng khai thật là lần đầu chơi game với mình, vì không muốn mất hình tượng nên nhờ người yêu chơi giúp, cũng phải giả giọng dẹo đáng yêu để không bị nghi ngờ. Thế là thế quái nào. Hôm đấy hai người làm nũng nói chuyện với nhau, đó lại là hai người đàn ông sao? Mình khai ra là cả hội phá lên cười, nhưng mà xem chừng hai ông ngại ngại, mặt đỏ hết cả lên, vì không nghĩ đến trường hợp này. Còn mình với công chúa bong bóng hiểu nhau hơn, cảm thấy hai đôi rất cùng tần số, nên quyết định chơi thân. Từ đó đôi mình với đôi đó rất hay chơi game chung team 4 người. Thỉnh thoảng hai ông còn diễn tả cái giọng hôm đó, làm hai bà mắt ói luôn. À, cô ấy tên là Quỳnh, còn ông người yêu là Trung nha. Sau tầm 1 tháng chơi game chung rồi, mỗi tuần gặp nhau buôn dưa lê 1 lần, 2 lần, thì hai đôi mình đã quá là thân rồi. Rank 4 đứa cứ thế mà tăng vù vù như cái tình bạn này. Đúng đợt đó hai đôi kia hết hạn hợp đồng phải tìm thuê trọ mới. Sẵn thấy cái phòng bên cạnh chúng mình vừa có người chuyển đi, nên hai đứa thử rủ bọn kia về ở chung cho vui nhà vui cửa. Rủ đùa đùa thế thôi mà bọn nó đồng ý thật. Thế là từ đó bọn mình cứ qua phòng nhau chơi game chung, bàn chiến thuật trực tiếp luôn, đỡ phải dùng loa, lại đỡ tốn tiền điều hòa. Cuối tuần rảnh rảnh lại qua nhà nhau góp gạo thổi cơm chung. Mình với con Quỳnh lúi húi ngoài bếp nấu cơm, còn hai ông kia cứ đóng cửa phòng chơi game gì mà cười khanh khách ý. Đã mấy lần mình với con Quỳnh điều tra mà không phát hiện gì, nên hai đứa chỉ đoán là hai ông rủ nhau xem ảnh gái thôi. Xong lại đúng đợt Euro, mình với Quỳnh thì không thích khoản này lắm. Thỉnh thoảng xem cùng người yêu chứ đỡ buồn thì được. Nhưng mà hai ông kia giờ có cả rồi, đết cần bọn mình nữa. Người yêu bảo mình hôm nào có bóng thì sang phòng con Quỳnh ngủ, để ông Trung kia qua đây xem với người yêu mình cho tiện. Mình cũng ok thôi. Nhưng kỳ lạ là đến hết mùa Euro luôn rồi mà ông Trung kia không có dấu hiệu muốn trả chỗ cho mình. Cứ bảo sang đó hai anh em oánh game cho tiện. Có hôm mình chạy về lấy cái sạc, hai ông còn khóa trái cửa, đập ùn ùn, cũng không ông nào chịu mở, điện thoại cũng không thèm nghe. Hôm đó không có điện thoại chơi nên mình đi ngủ sớm, cơ mà không quên nên là trằn trọc mãi. Con Quỳnh mới quay sang trêu mình: "Khiếp, thiếu hơi trai có tí mà khó chịu vậy à?" Mình lỡ buộc miệng: "Không phải tí đâu mẹ ơi, cả tháng nay rồi, có sơ muối được gì đâu." Con Quỳnh ngồi phát dậy: "Ôi vãi, mày cũng thế à? Tao cũng ăn chay cả tháng nay rồi." Khoảnh khắc đó mình cũng ngồi dậy theo, hai đứa 4 mắt nhìn nhau cùng một suy nghĩ. Đêm đó bọn mình bàn nhau giả vờ về quê cùng một hôm cho hai ông ở lại. Đúng như dự đoán, bọn mình cùng quay lại thấy một phòng sáng đèn, một phòng thì không. Hé cửa bước vào đã nghe thấy những âm thanh hư hỏng. Chắc chắn là bọn mình đoán đúng. Hai ông này đang mê mấy con nhỏ to tròn mọng nước trên phim, nên quay ra chê bọn mình đây mà. Thế quái nào mở cửa phòng tắm ra, hai đứa mình suýt nổ mắt mẹ luôn. Ông người yêu mình với người yêu nó, hai người hàng xóm, anh em thân thiết, đang chơi đấu kiếm. Hai thằng chồng như nhận, cùng mùi dầu ăn đậu nành nguyên chất đầy dưới sàn. Hai đứa cầm con mẹ nó nín, đứng đờ người ra đấy, éo biết phải nói hay làm gì. Tất nhiên ngay đêm đó, chị em chúng mình lại kéo nhau về phòng để hai ông kia tự do thoải mái. Ngay hôm sau, đôi nào đôi nấy đường ai nấy đi. Nhưng giờ đang đầu tháng, khó tìm được phòng mới, nên tạm thời mình dọn hết đồ cá nhân sang ở với con Quỳnh. Còn hai ông kia muốn làm gì làm, chẳng liên quan tới bọn mình nữa. Cứ đi làm về là hai đứa mình khóa trái cửa lại, chờ đỡ với thấy mặt hai phòng bên. Tất nhiên là cũng bỏ chơi game bời, game vũng gì luôn. Nghĩ lại trước mình cũng chăm học lắm, tự nhiên quen thời người yêu này mới sa đà vào game rồi sa sút như thế. Về ở với nó thì cũng toàn phải nấu cơm, giặt quần áo, phục vụ tận răng, thế mà méo biết đường hưởng. Giờ chia tay nó rồi, mình phải sống lành mạnh hơn. Sáng sớm mình với Quỳnh dậy sớm tập thể dục, đi làm về thì nấu ăn dọn dẹp, trước khi ngủ thì đọc sách, nghe podcast rồi tâm sự các thứ. Sau cùng mình nhận ra chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Mình sống với Quỳnh thấy hai đứa rất hợp về mọi thứ. Mình có nên đề nghị nó để hai đứa sống cùng nhau luôn không mọi người? Xin chào cả nhà, em là Thùy, sinh viên năm 3, trường cũng thuộc trường top ở Hà Nội. Em rất là bức xúc để kể cái chuyện drama trà xanh của đời em đây. Chuyến này mà không kể hả? Em sợ mấy chị em khác lại dính phốt với mấy cô nàng đeo bám người yêu như em. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy cay méo chịu được nhá. Em và anh người yêu tên là Nam, lớn hơn em 2 tuổi học chung trường với em luôn. Anh này vừa đẹp trai vừa tinh tế, trai tài gái sắc ai mà không mê. Em với anh Nam yêu nhau cũng đã 1 năm nay, cả trường ai mà không biết.
Tại tụi em yêu đương công khai mà. Giờ mà không yêu đương công khai thì chỉ có nhú sừng trên đầu. Nhưng khổ một nỗi, anh bồ em lại là kiểu chàng trai vàng trong làng vệ tinh. Nhiều cô gái xung quanh để ý lắm, mà trong số đó, cái con nhỏ tên Ngọc là làm em nhức nhối nhất. Con Ngọc đấy hơn em 2 tuổi, học cùng khóa với anh Nam, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật ngoài cái chiêu trò như công chúa của chị ta. Nghe bạn bè bảo chị ta nhà giàu, bạn trai thì thay như thay áo, thích thì mặc, không thích thì thay. Thế mà chả hiểu sao đến một ngày, chị ta lại nhăm nhe anh Nam của em, đi đâu cũng gặp cái bản mặt đấy, mà lúc nào cũng dở giọng trà xanh ngọt liệm à. Ui, bé Ngọc chào mọi người nha. Nghe thấy ớn, mấy lần em với người yêu đi ăn, vừa ngồi xuống chưa kịp gọi món thì đã thấy chị ta đến, giả bộ nai tơ. Ơ, Nam à, trùng hợp thế, Ngọc cũng hay ăn ở đây lắm nè. Có thèm nhìn đến người yêu Nam là em đây đang ngồi cạnh đâu. Thế là tự nhiên như ruồi ngồi xuống bàn ăn, rồi còn trơ trẽn cho Ngọc uống chung với. Xong rồi uống luôn bằng cái ống hút của anh Nam, để lại vết son. Mà người yêu em cũng chả phải dạng vừa, anh ấy lấy ly nước của nó rồi đổ vào thùng rác. Trời ơi, mặt chị Ngọc xịt keo không kịp đỡ. Thấy vậy anh Nam quay qua nói với em, đi chỗ khác thôi em, chỗ này bẩn lắm. Ôi, lúc đó em chỉ muốn vỗ tay tán thưởng, quả nhiên người yêu em, không gì là không thể. Chưa cần em tra tay, thì trà xanh đã bị giảm 50% công lực rồi. Thế nhưng con bé này biết ngại là gì đâu. Hôm chị Ngọc còn mặt dày hơn nữa, tối hôm đó tầm 8-9 giờ gì đó, khi người ta đang cắm đầu vào học bài, cô ả lại gọi điện cho anh Nam, giọng đầy ngọt ngào. Nam ơi, tớ mệt quá, thấy nóng trong người, mà còn nhiều bài tập, cậu giúp tớ được không? Sẵn tiện mua thuốc cho tớ luôn. Gớm, nói như hiếu học. Em chả biết thừa chị ta có học hành mẹ gì đâu, chỉ là chiêu trò. Thấy thế người yêu em có gọi cho em, bảo là đi qua nhà Ngọc đưa thuốc, vì nghĩ là giúp đỡ bạn bè thôi. Em lúc đó đang bận bài tập, cũng không nghĩ ngợi gì, bảo anh cứ đi đi, mà người yêu em nhất quyết bắt em phải đi chung. Tới nhà chị ta, em và anh Nam thấy mặt nó phơi phới, không có dấu hiệu mệt mỏi, đã thế còn mắt xanh môi đỏ. Tối đến mà đánh cái nền rõ chi là sáng. Ngọc ném cho anh sắp bài dạy cợp, kêu giúp làm hộ. Anh Nam ngán ngẩm cầm đại vài tờ, rồi lấy lý do bận rộn mà đi thẳng, còn quăng lại một câu, việc ai người nấy làm, tôi bận lắm. Sau kỳ thi em và anh Nam qua môn nhẹ nhàng, còn chị Ngọc không hiểu sao cũng qua môn, điểm còn khá cao. Mấy hôm sau nó chủ động hẹn em đi nói chuyện, em cũng chẳng ngại gì mà đi. Lúc em đang ngồi chờ trong quán cà phê, Nam có đi cùng nhưng phải vào nhà vệ sinh. Thế là chị ta tưởng em đi một mình, ngông nghênh lắm, nói lên giọng, Thụy à, em nên biết điều đi. Chị và Nam đã học chung với nhau từ cấp 3 rồi, em nhắm làm lại không? Chị thấy em không xứng với Nam chút nào hết. Nghe chị ta nói mà em vừa tức vừa buồn cười. Sao có người ảo tưởng sức mạnh đến vậy ta? Em cũng đáp lại, em không xứng thì chị xứng hả? Chị xứng thì anh Nam đã không chọn em để yêu thương chị Ngọc ạ. Tỉnh giúp em đi. Chị ta cay cú, tức quá, định xông vào đánh em. Thì em liền nói, gu của Nam không phải là người thích bạo lực đâu chị. Nếu chị muốn vào vòng gửi xe thì bớt nóng tính đi. Động trúng chỗ hiểm là phong ấn được con bò điên này liền. Chị ta không nói gì thêm, nhưng mà rõ ràng cay lắm, cầm chai nước định hất vô mặt em. Nhưng không may cho nó, lúc đó anh Nam đi ra. Thế là chị ta đổi chiêu, hất nước lên người mình rồi khóc thảm thiết. Chị xin lỗi em mà, chị không có ý giành Nam với em đâu, nhưng mà em đâu nhất thiết phải làm thế này với chị. Xin em tha cho chị đi mà, trông cứ như phim ấy, định mệnh giống phải. Chị ta có phải xem phim quá 180 phút hay không ấy? Thấy anh Nam đến, em cứ tưởng anh sẽ đến đỡ cô kia. Nhưng anh đứng đó lạnh lùng lườm chị ta một cái rồi kéo tay em đi luôn. Không quên quăng lại câu, hầm hầm dở dở, người chả ra người ngợm chả ra ngợm. Cách xa tôi với Thùy ra, bộ tôi sợ lây bệnh lắm. Chả quay lại nhìn cũng biết chị ta tức đến nhường nào. Trai nhiều như thế cứ thích sân si vào người đó có bồ làm cái gì. May mà người yêu em tỉnh táo không vấp trúng chiêu trà xanh của chị ta. Cái chuyện chị ta làm thì đồn khắp khoa, chị ta giàu mấy mà, trà xanh như thế thì mọi người cũng chê. Nghe đâu chị ta bị lộ chuyện đi cửa sau đến qua môn, bị đuổi học luôn, nghề nghiệp đến đấy. Vậy nên chị em nhớ đó, yêu thì phải tỉnh táo, đừng để mấy con trà xanh nó lừa. Ai bảo là ô chỉ che đủ hai người, có thêm người thứ ba thì một người sẽ bị ướt. Đấy là thiên hạ người ta nói thế, còn ở nhà tôi có người thứ ba tôi còn hào phóng cho người ta vào trú mưa đây nè. Từ từ hẳn vào chuyện để tôi kể qua về profile của nhà tôi đã. Chồng tôi tên Tuấn, chuyện anh trước tôi về Rinh đã là kỷ niệm của 5 năm trước rồi. Bây giờ tôi với chồng vẫn hạnh phúc, còn có một cô công chúa xinh xắn. Nhưng tôi với chồng lại trái tính trái nết. Các cụ hay bảo đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thì nhà tôi ngược lại, tôi là vợ mà lương cao ngất ngưỡng, ngày nào cũng tất bật đi làm để nuôi gia đình. Chồng tôi thì là người an phận, anh vừa không xây nhà cũng chẳng xây được tổ ấm, chỉ có cái miệng hay nói, cộng thêm hay chiều chuộng con gái thôi. Tháng nào tôi cũng chuyển cho chồng ít nhất là 10 triệu để tiêu pha.
ấy vậy mà ông chồng tôi vẫn không biết đủ, muốn thêm mà không muốn bớt, vẫn ngoại tình với bé ba nào đó bên ngoài. Hôm đấy cuối tuần bảo chuẩn bị về, mới 11 giờ mà trời đã đen ngờ một cục rồi. Thấy thương nhân viên quá nên tối gửi thông báo cho nhân viên về sớm luôn, không tối muộn về gặp bảo lại khổ. Tôi cũng tung tăng về nhà, còn thấy vui vì bảo lớn, nhưng lại được về sớm ân ái với chồng. Đứa nhỏ nhà tôi thì vẫn đang nhà ông bà ngoại ở quê để tránh bảo. Mở thấy cửa, tôi thấy có đôi giày nữ lạ hoắc trong nhà. Giác quan thứ 6 mách bảo là có điềm rồi, nên tôi sọc thẳng vào phòng ngủ. Ngay lập tức cảnh tượng một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau hiện ra trước mặt tôi. Thấy tôi đứng trước cửa, Tuấn và người phụ nữ lạ mặt kia cuống cuồng tìm quần áo để mặc vào người. Tôi chết lặng một chỗ, mốt một lúc để tỉnh táo lại. Tôi không la hét, không xông vào đánh chửi chồng và bé ba kia. Tôi nở nụ cười lạnh nhạt, rồi đi thẳng đến tủ quần áo, lấy hộp ba con sói vẫn còn chưa dùng lần nào, ném xuống giường. Tôi cười mỉa mai, có nắng cực thì nhớ dùng biện pháp an toàn, đừng có để cô ta mang thai rồi anh lại khổ. Mấy năm qua nuôi thân anh còn chẳng đủ, nói gì đèo bồng thêm một đứa con nữa. Tuấn và người phụ nữ kia bối rối, không biết nói thế nào. Thì tôi lại tiếp tục mở tủ lấy ra chai thần dược kỳ diệu, giúp cuộc vui thêm hứng khởi, mà lần nào anh ta cũng phải xài đấy. Ném tiếp xuống giường rồi nói tiếp. À, nay anh quên chưa uống cái này hả? Uống vào đi, không quấy lại thất vọng. Bình thường phút mốt anh đã đầu hàng rồi còn gì? Bình thường có em nhắc, chứ chắc quấy không biết. Thôi hai người vui vẻ đi, em xuống dưới nhà ngồi chơi. Tôi nói xong, bình thản mở ra khỏi phòng. Còn Tuấn thì đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên nhìn tôi. Anh không biết nói gì, cứ đứng im như tượng. Cô nhân tình thấy tình hình không ổn, mau chóng chỉnh chu lại quần áo, xách túi chuẩn bị chuồn thẳng. Cô ta mở cửa định bước ra ngoài, nhưng vừa thấy trời đen kịt, cùng cơn gió rít qua mặt tái mét. Quay lại nhìn Tuấn với ánh mắt lo sợ, cô ta lí nhí. Giờ đặt xe không được đâu anh, hay anh lấy xe đưa em về nhà, trời tối với mưa thế này em sợ lắm. Tuấn vội vàng lắc đầu ngoài ngoại, miệng chối ngay, bảo thế này em sợ, chẳng lẽ anh không sợ à? Xe anh mới mua, nhỡ cây đổ quệt vào thì chết liền. Mà chìa khóa ô tô vợ anh còn cầm, anh không có dám xin đâu. Hay là thế này, để anh xin. Này thì xin. Nhìn Tuấn lẫn con bé tiểu tam trước mặt ngứa hết cả mắt, nên bằng tất cả công lực cũng như chút ngón nghề võ đã học được, tôi tặng hẳn mỗi người một vài cú đấm lẫn cú vả nhẹ nhàng thôi. Xong xuôi nhìn hai con người rúm ró lại như con sâu, tôi vừa tức vừa buồn cười. Đánh mắt sang rồi thẳng nhiên bảo, thôi khỏi lo, hai anh chị cứ ở đây trú mưa đi. Trời bão thế này ra ngoài lỡ có chuyện gì, tôi cũng chẳng muốn gánh tội thay đâu. Cô nàng tiểu tam sợ quá chẳng nói thêm lời nào, chỉ dám gật đầu khẽ rồi líu ríu ngồi xuống phòng khách, ánh mắt ngó ngó qua Tuấn như mong sự giải cứu. Nhưng lần này thì Tuấn cũng im tre, mặt đần thối không dám ho he. Tôi cười nhạt rồi cất giọng như đùa cợt, đã đến mức này rồi thì thôi, để tôi chỉ đường cho bà sống. Hôm nay tôi sẽ cho cô ở đây, nhưng nhớ kỹ, đừng tưởng có thể nằm dài mà hưởng thụ. Bây giờ cô phải dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, lau chùi, cơm nước, nếu không tôi lại giận cá xử thớt. Không biết chừng có cái tát nào vô tình bay qua mặt cô thì khổ đấy. Nghe đến đây cô ta tái mặt, líu ríu gật đầu. Tôi biết cô ta đang sợ, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Bây giờ không phải là lúc nhân nhượng. Cô ta đã dám bước vào gia đình tôi thì phải chấp nhận chơi cùng luật của tôi. Tôi nhìn sang Tuấn vẫn đang đứng đực ra đó mà chẳng dám thốt lên câu nào. Tôi lạnh giọng, còn anh, khỏi phải lo lắng. Ngày mai tôi sẽ nghĩ xem nên xử lý thế nào với cái tổ ông vợ này. Nhưng trước mắt anh cũng đi dọn nhà đi. Tiểu tam của anh không biết làm thì để tôi dạy cho. Lúc này Tuấn mới ấp úng, anh biết lỗi rồi, anh đi làm ngay đây. Hai con người cung cúc đi làm không dám hó hé dù chỉ một câu. Con bé kia cũng nhẹ dạ quá, tôi sai việc gì nó cũng làm, rửa chân, cọ nhà vệ sinh các kiểu, suýt chút nữa thì tôi cũng bị mũi lòng. Nếu như không nghĩ đến cảnh nó đã lên giường cùng với chồng tôi. Đến chiều hôm sau mưa cũng ngớt, nó rụt rè bảo tôi, chị ơi em van chị, thật ra lúc mới quen em có biết đâu chị. Lúc gặp em ảnh bảo nhà anh giàu, không phải đi làm, có tiền tự mua nhà tự mua xe, còn yêu chị vì gia đình bắt chứ không có tình cảm. Nếu em mà biết anh ta hèn như thế này, em đã đá thẳng cổ từ lâu rồi. Nói xong cô ả còn quay sang nhìn Tuấn bảo, nhìn kiểu này thì chắc anh được nụp vợ nuôi rồi, không hiểu sao sướng thế này còn thích tìm hoa thơm cỏ lạ bên ngoài. Trước anh bảo anh với vợ sắp ly hôn nên tôi mới chịu quen anh, bây giờ thì có khi sắp ly hôn thật rồi đấy. Nhưng mà tôi thì chịu không tiếp anh được nữa đâu. Tiễn cô ả kia về xong, tôi lại nhìn sang chồng, đúng là người sướng không biết đường sướng. Tôi chỉ bảo ly hôn thôi, mai tôi làm hợp đồng rồi cho anh ký. Trước kia tôi vẫn kiên trì với anh vì hai đứa con, bây giờ thì tôi nghĩ anh đến tư cách làm cha cũng không xứng. Nói xong thì tôi lên lầu nghỉ luôn. Đúng là bảo gia ghi, giúp tôi lọc bớt được một ông chồng. Anh Tuấn giờ thì hay rồi, vừa mất vợ lại mất con, nhân tình cũng gọi là say bye luôn.
Ủa mấy cái thứ đồ cổ lỗ sĩ rẻ tiền vậy mà anh cũng đem đi tặng em được á hả? Bộ sĩ diện của anh bị chó tha mất rồi hả vậy? Ủa rõ ràng á nha là em với con Nhung sinh nhật cùng ngày, vậy mà mấy phút trước nó vừa up story được người yêu tặng túi hiệu. Đáng vậy còn là hàng real đó anh nghe hiểu chưa, anh nghe hiểu không? Anh tặng tôi cái vòng rách ngoài chợ này là muốn tôi mất mặt anh mới vừa lòng đúng không? Đó, đó là những lời cằn nhằn khó chịu của Phương, người yêu tôi, khi nhận được chiếc lắc tay bạc hết sức dễ thương mà chính tôi đã chọn cho em. Dù sao thì trước khi mua tôi cũng đã hỏi shop rất là kỹ rồi, hơn nữa là xem feedback của các bạn nữ để lại thì toàn khen vòng xinh, vòng đẹp, rồi nào là có ai tặng cái vòng này thì đổ luôn khỏi cần tán. Đây chỉ là một shop nhỏ trên mà đánh giá cũng khoảng 4.9, 5 sao chứ có đùa đâu. Vậy nên sợ Phương hiểu nhầm tôi đã vội vã giải thích chứ. Ủa, vòng này anh lựa chọn kỹ lắm luôn á, em mau nhìn nè, đấy, dễ thương vậy mà có cả ký hiệu giống giống với thương hiệu luôn, vui tươi nè, kèm dòng chữ luôn vui tươi vậy chứ có phải là hàng pha kè gì đâu, anh chọn nó là bởi vì muốn chúc em một sinh nhật thì là hạnh phúc á. Cả tôi với Phương đều là sinh viên năm 2, chúng tôi đã coi nhau như đã yêu nhau được gần năm rồi đi. Trước đây á, hồi mới lên Hà Nội, tính Phương dễ chịu hơn giờ nhiều, mỗi khi mà em nhận được bất cứ món quà gì từ tôi á, thì mắt em đều sáng long lanh, rồi ngập tràn vui sướng à. Thấy em yêu thích và trân trọng những món đồ tôi tặng như vậy, cho nên á, tôi càng cố gắng làm việc để mà kiếm thêm thu nhập, ngoài trang trải cuộc sống học phí này nọ ra kia, thì còn là để mang lại cho em những thứ tốt đẹp hơn. Nhưng mà gần đây á, Phương ngày một thay đổi mọi người ạ. Em không còn là cô gái chân quê giản dị như xưa nữa. Chỉ với vài ba tháng ở thành thị, em đã hoàn toàn lột xác thành một cô gái xinh đẹp, sành điệu. Quần áo em mặc nha, không bao giờ trùng bộ nào đâu. Em make up kỹ càng, cùng đôi bàn tay móng dài ngoằn. Mà toàn bộ là chi phí cho những thứ đó đều là em yêu cầu tôi chu cấp với lý do là vậy nè. Em dù sao cũng sẽ là vợ anh mà, anh tiêu tiền cho vợ mình còn thấy tiếc hả? Tôi đương nhiên là không có tiếc cho em cái gì đâu. Hơn nữa nha, còn rất là vui mừng khi xem vì tôi mà trở nên xinh đẹp. Em xem tôi là vậy đó. Và quan trọng nhất là em vẫn ngầm khẳng định rằng là sẽ lấy tôi, kiểu như vậy. Nhưng mà mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa. Gần đây á, Phương có thêm một sở thích là nhảy trên top top, rồi xa hơn là livestream theo yêu cầu để mà gả tặng quà. Tôi không thích Phương bị mấy thằng ất ơ thèm khát em thông qua màn hình vậy đâu, càng khó chịu với cách ăn mặc thiếu vải khi mà nhảy nhót của em. Vậy nên á, tôi đã không ít lần bày tỏ quan điểm nhưng mà toàn bị Phương gạt đi kiểu: "Ủa đây là đam mê của em à, em thích làm công việc này, vừa có tiền lại vừa nhàn, tội gì không làm cứ chứ trời, anh mà không chấp nhận được thì mình chia tay đi." Nhưng lúc vậy, tôi lại vội vã xin lỗi em chứ rít. Thậm chí nha, tôi còn cố gắng lựa chọn thật là kỹ một món quà sinh nhật thiệt là ý nghĩa cho Phương, vì thì bị em nói những lời khó nghe vậy đó mọi người. Phương không thèm nghe tôi giải thích, lập tức giật phăng chiếc vòng tay trong tay tôi rồi vứt toẹt xuống đất. Có vẻ như còn chưa hả dạ, em dùng mũi giày cao gót dẫm lên không thương tí. Phương nói vậy nè: "Đây mà là quà hả? Tôi không có cần đâu, anh không nuôi được tôi thì chúng ta chia tay, vậy đi." Nói rồi á, Phương gửi đi một đoạn tin nhắn rồi quay người rời đi. Tôi hoảng loạn chạy theo van xin em thảm thiết, thề thốt đủ kiểu, nhưng mà em mặc kệ. Rồi đột nhiên á, từ đâu cánh tay lực lưỡng giật tôi về phía sau, khiến tôi ngã lăn quay ra đất. Gã đó ăn mặc vô cùng sang trọng luôn, hắn chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp phun một bãi nước bọt lên người tôi. Tiếp đó, hắn thản nhiên ôm eo Phương, rồi cả hai lên một chiếc xe hơi sang trọng. Trời ơi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh mọi người ơi, tôi ngơ ngác nhìn theo rồi bất lực luôn. Vì đến nhà, tôi cố gắng tìm mọi cách liên lạc lại với Phương, thì phát hiện là bị em chặn hết tất cả. Từ đó tôi không còn gặp lại Phương nữa. Tôi cứ vậy mà thất tình cả 3 tháng trời, sau đó tôi còn chú tâm vào học và làm để mà cày kinh nghiệm. Vậy nên tuy mới chỉ năm 3, tôi đã được thực tập trong một công ty lớn về mảng lập trình. Mức thu nhập có thể coi là cao so với bạn bè đồng trang lứa. Tiền đồ của tôi thênh thang rộng mở luôn nha. Đang lúc tôi nghĩ bản thân mình đã quên được Phương, thì em thình lình xuất hiện, ngỏ ý quay lại. Phương vác chiếc bụng bầu đến gặp tôi, khóc lóc thảm thiết: "Mà xin lỗi, tôi tốt bụng, chứ tôi đâu có ngu mà giúp thằng khác đổ vỏ, đúng không? Ngạn chỉ có trong truyện thôi, mấy mé Hà Lan như nó thì đầy nha." Tôi dứt khoát đóng cửa, không tiếp chuyện, mặc cho Phương cứ đứng trước cửa nhà tôi mà kêu gào. Có lẽ do ồn ào quá, hàng xóm gọi bảo vệ đến, đuổi Phương đi. Hôm trước, khi tôi mới đến trường nhận bằng tốt nghiệp, thì nghe tin từ thằng bạn cùng quê là Phương á, mới cưới ông chú ngoài 70 ở làng rồi. Chi tiết ra sao thì tôi cũng chẳng mấy để tâm nữa, bởi vì giờ đây á, ông trời đã trao cho tôi một cô bạn gái hiền lành tốt tính hơn Phương gấp cả 100.000 lần rồi.